Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình được nghỉ làm các bạn. Mình có ghé vô mua được mấy món đồ mình quay cho các bạn xem chơi nha. Thì những bạn nào có đam mê sưu tầm đồ chơi chay giống mình thì vô xem video chơi với mình cho vui thôi. Thì những bạn nào mà không có nhu cầu thì qua những cái video khác hay những kênh khác mình xem cũng được các bạn. Thì bữa nay thì giống như mình sẵn đi làm á, mình về sớm, mình nghỉ sớm á, thì mình có ghé vô cái vựa mình mua. Cái vựa này hơi xa các bạn, tới lúc đi hơi xa á, xa hơn cơ quan mình cái chục cây số á, thì sẵn tới thì mình ghé vô mình hỏi mua thôi. Thì đầu tiên thì mình cũng chia được một số món đồ các bạn, mình quay các bạn mình xem chơi thì đam mê mà nổi đâu cũng mua được chứ, thấy gì cũng lộm hết trơn á. Thì lúc về chắc đầy nhà hết trơn, vợ nó la mua ôm sộm, mua về xài không có hết, bỏ tùm lum cái la hết trơn. Thì đam mê các bạn ơi, la thì la, mua thì mua. À hiện nay mình mua được mấy món à, cứ ba cái đồ điện tử các bạn thì xài thôi, thì mình quay cho các bạn mình xem, các bạn xem chung với mình thôi. Thì đầu tiên thì mình mua được một cái đèn nè, nhưng mà dây nhợ thì nó cắt nó mất hết trơn rồi, mình cũng thấy, nhưng mà thấy nguyên cái đèn thôi, nhưng mà nhẹ te không biết xài được không biết nữa. Thì nó ở đây nó cũng có cái giắc sạc nha, nhưng mà loại đèn này nó xài cái giắc sạc micro USB này giống điện thoại của mình nè, thì mình có thể lấy ra mình tận dụng rồi mình sạc xài luôn nha. Điện tổng micro USB nè, đây nó có nút nguồn bấm nè, nó cháy nha. Đây thì mình nghĩ chắc kế vô chắc được, chắc mình nghĩ chắc được 2 xe pin 1.650 vô đây đó các bạn, thấy cũng bự nè. Để mình bữa nào gỡ ra mình sửa mình quay các bạn mình xem. Thì cái đèn này chơi chai thì nó rẻ thôi, nhưng mà mua mạng mình thấy nó có nhiều lúc nhiều chỗ nó bán nó có 100.000 những cái các bạn. Biết thiệt hay chơi không biết nữa. Thì tiếp thì mình lượm được một cái quạt gió nè. Cái quạt này mình nghĩ chắc nó nằm ở trong một cái chỗ điện tử nào máy nào cũng bự nha, cái cánh quạt rất là to luôn nha các bạn, cánh quạt đôi luôn nha chứ không phải chiếc nha. Bạn thấy đây một lồng cánh quạt nè, thấy không? Các bạn đây thêm một lồng cánh quạt khác nè, để biết trên camera các bạn thấy rõ không, không biết nữa, hơi tối nha. Nhưng mà ở ngoài là mình thấy là nó hai giống như hai cái động cơ hai bên nó chạy vậy đó, cánh quạt nó khác nhau luôn. Thì mình nghĩ cái loại này chắc quạt rất là mát luôn á, để mình làm tải nhiệt hay là làm cái đồ mà để hút chì xà chì mà lúc mình hàng á, thử coi được không nha. Nó có cộng giống mấy cái chân nè, để mình bữa nào mình chế thử nha các bạn. Đây tiếp mình lượm được cái điện thoại nè, cái điện thoại này nó trong nguyên một cái đống đồ bao pin của người ta, không biết nữa. Mình lượm được cái điện thoại nè, thì điện thoại nó mình lượm về là nó dơ lắm nha, mình vệ sinh sạch lắm nó, mình vệ sinh đỡ lắm á, mình nhúng ba nước mình lau hết trơn nè. Thì nó đây nó xài là điện thoại là hiệu Mobita nữa các bạn, nó có sử dụng thẻ nhớ sim 1 sim 2 đó nha. Thì đây để mình đây mình có tận dụng một cục pin Nokia 5C nè, mình gắn thử còn lên không nha, mình chưa có thử luôn các bạn, mua về quay các bạn sẵn quay các bạn xem luôn chứ mình cũng không có thôi, chưa có sửa thử luôn á, để mình thử còn lên không nha. À lên luôn rồi các bạn, nhưng mà nó không im lắm rồi các bạn. Bạn thấy nó có một cái đường giống như bị sập màn hình nè. Ôi điện thoại này cũng cổ ghê các bạn, 1.1.2016 nè, tức là đây 7-8 năm rồi. À cũng còn bấm được nè, à cũng còn lên nữa các bạn, nhưng mà chắc mình nghĩ chắc bị lỗi màn hình này, biết sao xài nữa, để mình gỡ ra mình vệ sinh với cái chân thứ con xài được không. Đồ rẻ cho chai các bạn, có nhiều tiền đâu mua rẻ, trong nó bán có mấy ngàn bạc, 5.000, 10.000 những cái, nó thấy còn lên nè. Tiếp thì mình lượm được cái cục này nè, mình quay các bạn xem nha. Cái này là pin laptop nha. Hồi nãy đầu tiên mình vô mình nghĩ là cái loại hoài mình nói của cục sạc dự phòng, mà thấy sao nhiều cái giắc này quá trời mình cũng không hiểu nữa. Mình mới coi trên đây mình thấy đây là nó pin Asus nha. Thấy đây Asus nha. Pin là 7.6V nè. 7.6 nha, mà mình luôn không hiểu nha, nếu mà pin này á thì nó là 4.2V, là 3.7 thì chỉ có 7.4V thôi, nhưng mà này ra 7.6 mình cũng không hiểu, chắc pin này pin 3.8V đó các bạn, thì là sạc đầy nó tới 4.4V lần á. Để mình thử nha. Đây các bạn để nè,
Bia này nó sạc đầy là 8.7 gold nha các bạn, chứ không phải là 8.4 gold giống như pin 18650 nha, hay là pin thẻ Libo nha. Đó các bạn thấy nha. Đó, 8.4 gold nè. 37 watt là nó 37 watt này nó khoảng 10.000 các bạn, khoảng 10.000 nha. Cái pin này mỗi một xe nó khoảng 10.000. Các thấy nè, lậm luôn. Cũng cũ rồi chứ không mới nha. Các bạn thấy camera sao cũng ngoài cũng cũ rồi. Đây. Nan cục các bạn. Cục hiệu này lạ quá. Hiệu gì? Lencung đọc tiếng Việt nha. Tiếng Anh dốt lắm, mình đọc người ta cười chứ. Đây cũng 37 nè. Ai vậy, nếu vậy thì cái xe pin này là khoảng 10.000 nha bạn, 37 watt giờ nè. Đây cũng để 37 watt giờ nè, 10.000 nè. À vậy là mỗi một xe bên đó là 10.000 cơ, 10.000 nha. Đó, made in China nữa bạn. Pin này của Trung Quốc nha. Tiếp cục nè. Cục này không hiểu hết trơn. Cục này nãy mình không cũ, mình sáng mình gỡ ra mình coi pin nè. Thì ở đây nó sử dụng pin 18650 nha. Nhưng mà pin cũng không phải là pin xịn gì, pin gì hiệu gì cũng lạ lắm nè. Đây mình thấy lạ quá à, mình cũng làm biến gỡ ra. Mình gỡ ra các bạn. À before bị một cục bị rỉ sét các bạn. Cục rỉ sét, vậy là còn hai xe à. Vậy là hư rồi chứ không phải còn im nha các bạn. Đây thấy dán keo cũng ngắt các bạn. Mình gỡ cũng không được. Để mình cạy các bạn xem là pin gì nha. À, nó bị dính dưới đây nè. À, các bạn nó bị xét nè. À, cái cục mà bị rỉ xét á, thì lại là không có bị xét cái đầu, nhưng mà hai cục kia bị xét đầu nè, thấy bị xét nè. Vậy là những loại pin này mình phải gỡ ra mình kiểm đi, không phải bị hư nha. Đây mỗi cục nó để là pin ICR gì nữa các bạn, 26AC gì nè. Thì dòng này là nó chính được 9.25 watt giờ nha. Bạn thấy nha, pin này thấy nó cũng cùi cùi sao chứ không phải là pin xịn nha. Đây mình gắn lại đây các bạn, gắn lại đây nha. Ở đây bữa nào mình tận dụng mình sửa được thì mình xài quay các bạn xem. Đây thì pin này là pin 18 sử dụng pin 18650 nữa các bạn. Đây là 70.500 mAh nè. Các bạn thấy nha. Thì pin này là 3 cell. Thì tiếp này mình lượm được một cục AWA cộng các bạn. Loại này cũng thượng hành lắm, mình thấy cũng hay ta xài lắm. Nhưng mà hôm nay mình quay video mình không có test thử các bạn, mình chỉ quay các bạn xem thôi. Bữa nào mình có thời gian mình bung ra cho các bạn xem những loại pin này sử dụng pin gì nha. Chứ đa phần trong dây chai thì nếu có pin này nó cũng không còn tốt, hoặc hư mạch hay là hư pin rồi thôi, chứ nó cũng không còn nguyên si đâu, nên mình không có test thử mình sạc nha. Thì đây nó sử dụng là pin 18650 nè. Tiếp một cục các bạn. Cục này hiệu mình không thấy hiệu gì luôn, lạ quá nè. Đấy, cái gì là bắt cũng không hiểu nữa. Đây nó để là dung lượng là 13.000 mAh nữa các bạn. Mà nó có cái nút bấm nè. Mà không biết là do cái vỏ nó cháy hay là cái ruột pin nó cháy mình cũng chẳng hiểu các bạn. À, thấy nè. À, thấy nè. Nè. Thì mình nghĩ cái này là trong pin trọng bị cháy đó các bạn. Pin trong trọng bị chập cháy hay là nó cháy rất là nặng luôn, nó mới xì ra cái vỏ nè. Nãy mình mua mình không để ý nha. Để cho cái pin này thì mình không thể nào mình sạc được đâu, mình phải gỡ ra mình coi trong ruột còn xài được không thôi. Nhưng mình nghĩ là tại mình mua về ham đam mê thì mua, chứ mình nghĩ cục này là hư không xài được các bạn. Các bạn trái này cũng không ai dám xài đâu, mà nó lúc mình cũng vậy thôi, cũng muốn xài. Thì tiếp thì mình mua được một cái cục này nè, mình mua cái xe cũng nhiều các bạn, thấy đam mê thì mua. Cục này hiệu Excel nè, cục loại này cũng tốt. Nói chung này là theo mà lúc trước mình mua là mình nghĩ là cái loại này là nó sử dụng là 4 cell 18650, dung lượng nó mỗi một cell khoảng 2.500, thì đây là khoảng 10.000. mình có cần gỡ mấy cái pin này. Tiếp thì mình lượm được một cục này nè, cục này cũng chẳng có hiệu cũng chẳng biết luôn. Nhưng mà mình nhìn cái pin này nè, với pin hồi nãy nó cũng tương tự nữa bạn, nó cũng để là 9 watt nè.
mình lộn đại đúng không? Kệ đi. Cái này có cái là nó không có nút bấm lên mà cũng không biết nó còn sống hay chết nữa. Nó hơi dở vụ á. Người ta có cái nút để ta bấm lên biết Dung còn sống hay không nè. Cái này nó không có. Thế thì mình lộn đúng cái loại pin này nè. Pin này là có nhiều bạn biết, nhiều bạn không biết nha. Pin này hồi xưa nó gọi là pin sắt nha, hay là pin sắt á. Cái pin này dung lượng nó sạc đầy nó chỉ khoảng là 3,65V thôi, khoảng 3,6V nè. Nhưng mà nó được hay có cái tiện một cái là dung lượng loại pin này rất là lớn. Pin này nó sử dụng cho năng lượng mặt trời nha các bạn. Sử dụng cho mấy cái đèn năng lượng mặt trời người ta sử dụng pin này nè. Thì cái cục này mình nghĩ là nó cũng nằm trong cái đèn năng lượng mặt trời nè. Nó có quấn keo xanh, nó có bọc keo cách nhiệt ở ngoài nữa nha. Nhưng mình gỡ hết đó các bạn, chứ mình không để này về nhà mình tận dụng, mình để kiểm lại. Ở đây nó có cái mặt để xài đèn led sạc xả tự ngắt nè, sạc chống sạc cạn đó các bạn. Thì ở đây là hai cục này có thể là sử dụng năng lượng mặt trời đó các bạn. Thì mỗi một cục 5.000 thì hai cục là 10.000 nha. Nhưng mà dung lượng của pin này nó hay có một cái là nó sử dụng cho những cái bóng đèn led á. Thì cái đèn led đó, nó khoảng 3V nó là cái sử dụng pin này được. Pin này sạc đầy á là khoảng 3.65V, nhưng mà mức điện trung bình nó khoảng 3.2V nè, thì mình xài được nè. Pin này cũng hay, người ta hay chế cái vụ mà 4 cục á thì nó được khoảng 12.8V nè, nên nó thế cho bình nó quy á, nó xài pin này nè. Hồi xưa mình cũng hay chế vụ này nè. Tiếp tại đây mình lỡ được mấy cục pin này nè các bạn. Pin này nè. Pin này nó hơi hiếm các bạn, không phải hiếm. Cục này thì không hiếm rồi. Cục này sử dụng pin Samsung thì các bạn, nhiều bạn biết cái lắm rồi. Máy phan, máy cắt đều là pin này. Cái loại pin này nè các bạn. Pin này là sử dụng là pin Samsung nha. Pin này là sử dụng pin Sony nè. Mà thấy là Sony nè. Nhưng mà nó nằm trong mấy cái mạch mà những cái loại đèn mà những cái đồ mà ắc quy hồi xưa hay sao cũng hiểu, nó làm cho những cái loại pin khác á. Thì ở đây là nó sử dụng cũng là pin Sony nè. Hai cục này là giống nha các bạn, hai cục này mình nghĩ là chung một cái nè, mình mua người ta gỡ mất rồi. Loại này khác nè, nó nhỏ hơn nè, nhỏ hơn mà dài hơn các bạn. Nhiều lúc cũng không hiểu luôn, đúng là pin của mấy loại Sony của Nhật nó làm những loại pin nó cũng khác người ta nè. Loại này dài hơn chút xíu mà lại nó nhỏ hơn. Thì dung lượng của pin này nó cũng để là Sony nè, nhưng mà dung lượng thì nó khác nha. Mình nghĩ cục này chắc cũng 2.000-3.000 hết mức, nhỏ thôi, nó đâu có bự đâu. Thì tiếp mình lượm được cái xe pin 5C giống cái điện thoại nãy các bạn, có thể nằm trong cái điện thoại nãy luôn, nhưng mà nó hư hay sao mà cũng hiểu, mình không có dung lượng nha. Để mình thử nó không có lên. Thì những cái loại cục sạc nè, người ta thường người ta mua về người ta gom trong mấy cái bao đồ á, thời gian nào đó người ta mới lấy ra người ta bán một lần á các bạn. Nên các bạn mua á, các bạn để ý một số bao đồ người ta có để cục sạc á, mình lấy ra mình lựa những cục nào mình thấy còn ngon á, mình mua về mình xài, tận dụng mình xài. Thì trong bao người ta bỏ một bao dây nhợ nó rối lùi nùi nùi à. Thì đây mình thấy được mấy cục là còn ngon á, mới mà nó bị bể được các bạn, mà nó bị đựng ướt nước nha, ướt nước sợ bị nó chết những cái linh kiện trong bị ướt hư hết nha. Thì mình thấy cũng còn được, mình mua nè. Thì ở đây là pin loại cái cục sạc này là 12V 1A nè. Thì mình nghĩ là xài cho những cái mấy cái đầu phát wifi á, nó cũng xài dung lượng khoảng 9-12V là cái đó đó các bạn. Tiếp một cục nữa các bạn. Cục này hơi khác chút xíu nha. Cái này quyết test gì nữa các bạn. Này là 12V 2A nè. Mà cục này nó hay có cái là nó treo nè, các bạn thấy nó có cái mũi nó treo lên trên cái giống như tường cái gì nè. Thì này được 2A nha, nãy có 1A. Tiếp các bạn, đây thấy thì lộm ham mê thôi. Này là 4.2V nha, 4.2V 0.5A. Đây các bạn, tiếp nè. Này là 12V 1.5A nha, các bạn thấy nha. Mua thấy thì lộn luôn. Thì ở đây tiếp một cục nè. Những cái cục này thì đôi lúc các bạn đọc không được đâu, nó số nó quá nhuyễn, ngoài mình còn thấy nè. Thì cái này là những cái cục này nó khoảng 5V. Cục này 5V.
đây các bạn. Cái này nó xài cho mấy cái điện thoại Nokia hồi xưa hay sao mình cũng không hiểu nữa. Em mình thấy nè, mình đây mình thường mình mua về là mấy đầu mình cột lại trơn rồi nè các bạn, chứ chưa không để nó đừng có bị vuột có rối với mấy cục khác á, mình cột cứ ngắt lại trơn rồi nè. Thì những cục này khoảng 5A, nó bậy giống khoảng 5V 1A hay là 5 khoảng 0.5A. Đây các bạn, cái này nó xài cái dắt rồi lạ ghê luôn, mình cũng không hiểu dắt gì đó, nó làm gì nữa, xài cái dắt không giống ai. Thì cục này nó khoảng mình nhìn không thấy luôn, để mình xem kỹ ra thấy không, 4.9V 49V không khoảng 400mH nha, là chưa tới 0.5A nữa, nhỏ xíu rồi. Đây các bạn, đây cũng xài cái chui lạ quắc, mình cũng biết chui gì nữa, chui gì nè. Thì những cái cục này nó dễ đọc thông số lắm, nó khoảng 5V, khoảng 5V 400mH nha. Đây, cục này là 4.2V cho đèn nha. Nhiều bạn nhìn thấy là biết liền nha. Đây loại này thì 5V 0.7A. Cái nó xài chui lớn các bạn. Đây 5V 400mH nha. Nhưng mà mình không biết là nó xài sao cũng không hiểu nữa, mà nó xài cái chui nhỏ xíu. Cái chui này hồi xưa là mình nhớ mấy cái điện thoại mà Nokia mà hồi cổ hồi xưa nó có hay xài chui này nè. Mình nhớ không lầm, nhưng mà xưa nó vẫn xài đó. Các bạn thấy nha. Thì tiếp tới đây thì mình lượm được cái cục này các bạn. Cục này nè. Đây mình quay cho các bạn xem cục này. Cục này mình phát hiện còn thẻ nhớ nữa mà. Để bữa nào mình gắn thẻ nhớ vô máy mình test thử coi nó có hình ảnh gì không, có hình sexy hay những hình gì không nha các bạn. Thì nhưng mà có cái là cái máy ảnh này á, nó mình đây cái pin nữa các bạn, mình kiếm bạn thấy nha, nó không có cục pin nha, cục pin ta lấy mất à, thấy thì lộn đó các bạn. Thì cũng còn mới lắm. Này 5 MWh nha. Loại này 5 MWh nè. Đây. Kiếm buổi trời mà thấy chỉ 5 MWh. Thấy lộn các bạn. Đây cái nè. Cái này làm như bị bể màn hình cái gì đâu các bạn. Cái loại này là Sony nha các bạn. Đây mình Sony nha. Đây mình cũng không biết đường gỡ làm sao để co pin còn pin hay không nữa. À đây nè các bạn. À còn xe pin không bạn ơi, nè. Xe pin nhìn nó xíu à, pin lithium gì nè, lithium ion. Không thấy dung lượng luôn các bạn. Không biết dung lượng bao nhiêu luôn. À đây. 960mH nè. Chưa được cũng nhỏ nhưng mà để mình sạc lại cho xài được không nha. Cũng có được con cái nữa hay nha. Được cái này nữa. Mà có cái là không có thể nhớ nha. À có thể nếu mà mình tận dụng mình sửa được, mình gắn có thể nhớ bên kia qua mình xài được nha các bạn. À thấy được chưa? Cũng hên ha. Tiếp lượm được cục này các bạn. Cục này không biết cục gì luôn. Cục này mình nghĩ chắc cái đồ bơm dầu hay nhớt gì đó. Mình nhớ nếu mà hồi xưa không thấy trong mấy video nó có quay cái vụ mà bơm ra cái dầu nó sử dụng mấy cục còn tròn giống như nè, không biết còn sống hay không mà còn cũng còn mới lắm. Này chắc không biết cấp điện nhiêu để cho nó chạy nữa, nó không có để gì trên số cho các bạn thấy rồi lộn luôn. Tiếp mình lộn được mấy cái động cơ 70 năm nè. Này người ta tháo từ bình thuốc từ sau ra đó bạn, không biết làm sao mà ta tháo ủ quá, có lúc mình để nguyên bộ mình có thể còn chế đồ được, nếu mà ta tháo cái này ra thì thua luôn, chỉ về tận dụng mua tư này chế bị bạ quạt rồi hay chế những gì bị bạ vậy thôi. Thấy ham lộm của cũ quá bạn. Thì cái này nó cũng các bạn có thể sử dụng điện các bạn test thử cũng được. Đây mình có sử dụng bình ắc quy nè, điện 12V nha. Đây mình đánh lửa các bạn xem nha. Đó, sử dụng bình ắc quy nha. Đó, các bạn thấy nó chạy nè. Nhưng mã loại này á, các bạn mua về các bạn chế độ các bạn phải đi nha. Nó nói 12V chứ thực sự ra các bạn cấp motor này các bạn cấp khoảng từ 12 đến khoảng 20V hay 19-18V mới được nha. Thì ở đây những loại động cơ này là mình phải chạy là điện 18V á.
thì nó mới đủ dòng để các bạn làm đồ nha. Chứ các bạn mà sử dụng một bình ắc quy 12V nó quay chậm, nó dòng tua chậm rì à. Mình có thử 18V chạy cũng ok lắm á. Nó để thông số chỉ 12 thiệt nha. Thông số của nó để là 14V nha. 12 đến 14V, nhưng mà mình xài có thể lên tới 18V cũng ok. Thì cũng lâu lắm không có đứt á. Bữa mình xài thử mình sợ nó bị cháy nhưng mà nó không cháy nha. Đây các bạn, đang cục nè. Nó các bạn này nó bị khô dầu. Vậy cái loại này mình mua ngoài vựa mình không có thử được các bạn. Đây, vậy nó mua tưa nó để thông số các bạn, để ý thấy bạn thấy luôn đó nha. Đây 12V VDC nè, là điện một chiều các bạn. 775BH là vừa 75 á. Thông số nó ghi vậy đó các bạn. Cái này nó bị khô dầu mặt đạn nè. Bạn phải quay nó kêu nè. Này sửa cũng dễ lắm, không khó đâu bạn. Đó, chạy nha. Ok nha bạn. Ok. Im. Thì hết tổng thể là mình mua bao nhiêu đó bạn. Nhiều đó. Pin. Rồi ba cái sạc dự phòng với ba cái lặt vặt món đồ vặt thôi. Thì hết bao nhiêu các bạn. Máy mát có ưu nè, ưu tư này người ta nó có đồng các bạn, người ta bán giá cũng hơi cao nghe, chứ mình bạn mua đồ ưu tư nè bạn mới đi. Tại mỗi một cục ưu tư này nó khoảng 400-500g á, người ta bán mình là giá khác nha các bạn, chứ không phải bạn mua chung như mũ là bạn tính, ta tính giá mũ của bạn đâu có nha. Thì bốn ưu tư này người ta bán cho mình là khoảng 50-60 ngàn rồi đó. Thì tổng hết bao nhiêu đây là người ta bán mình là 200 ngàn đó các bạn, 200 ngàn á. Thì các bạn thấy không biết có mắc hay không, nhưng mà theo mình thì mình nghĩ là giá này cũng được, không mắc lắm đâu. Tại vì 44 này là 50-60 ngàn, không rẻ đâu. Tại mỗi cái này người ta bán cho mình là cũng cỡ 20 ngàn một cái. Các bạn mua lẻ là dây chai người ta bán 20 ngàn một cái, thì 4 cái này khoảng 80 ngàn nè. Thì như vậy kia 120 cũng được các bạn, 120 cũng được các bạn. Ba cái đồ máy chụp hình này là người ta bán cho mình, lâu mà là chụp còn mua một cái người ta bán mình mấy chục 40-50 ngàn cái á, nó mắc lắm, nó mà giỡn đâu. Nhưng mà mình mua quen biết số lượng nhiều thì giá nó sẽ khác, mà bạn lâu bạn mua giá sẽ khác vậy thôi. Thì đầu dây chai mà vô giá các bạn, ai ta lựa cho thích người này thì ta bán rẻ, mà ta ghét người kia thì bán mắc vậy thôi. Các bạn hiểu quy tắc nó vậy thôi. Tại đồ dây chai mà trong dựa mà thì người ta bỏ nhiều thứ lắm, ti nó đơn giản chứ nó gác, nhưng mà thật sự ra nó lúc mình cũng tận dụng, mình xài được. Mình mua điện thoại nè, pin nè, sạc dự phòng nè các bạn, ba pin này nè, hai cái máy ảnh luôn, 7, 8, 9 cục sạc luôn các bạn. Thì tổng hết là 200 ngàn. Thì mua về chế cháo xài các bạn đam mê các bạn ơi. Một tháng đôi lúc mình mua tới mấy lần ba đồ dây chai nè, mua về mình xài cũng có. Rồi có cái nào mình không xài mình tận dụng mình bỏ vô kho để dành nó cũng có. Nên cái thì nó hư mình sửa không được mình bán lại dây chai với mấy cục sạc nè. Lúc mình thử nó hư mình bán được cái dây chai luôn các bạn, mình cũng không có để cho sửa, mà cuốn sửa nó là tiếng lắm, không có thời gian đâu mà ngồi mà gỡ ra mà cạy mấy mạch ra sửa đâu các bạn. Mình cũng làm biến số 1 luôn á, bỏ ra rồi mình đi mua cái khác thì mình xài cái nào sống mình xài, chứ mình làm biến sửa đó vậy các bạn. Nên tổng hết là nhiêu đó là 200 ngàn. Bạn thấy video mình chia sẻ hay hữu ích đối với bạn xem đó thì bạn cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì cuối video mình chúc cho tất cả các bạn ngày mới luôn vui vẻ, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.